8 tiếng đồng hồ chỉ để hoàn tất thủ tục giữa Uzbekistan và giữa Kyrgyzstan và Uzbekistan. Thật sự là cái lượng xe đô lượng mình đo lường thì nó đã không nhiều, nhưng mà cái thủ tục họ làm rất là lâu, và họ chỉ ưu tiên cho những cái xe vận tải. Ví dụ là mình ngồi mình xếp hàng hai hàng, một cái xe con và một cái xe tải, một đoàn xe tải, một đoàn xe tải họ đi cái trăm chiếc rồi, nhưng mà họ cũng không có cho đoàn xe con thông qua cái nước Kyrgyzstan rất là lâu. Rồi xong rồi đứng nắng ngoài trời, đứng mà trời cái bên xe anh quân đội á, cái thương quá nên cái mới mở cửa cho đoàn xe ba xe 600m nữa xe lại qua dãy trái. Qua đó tưởng là mừng rồi, rồi cái vùng đệm giữa hai nước mà chờ hai tiếng đồng hồ nữa, lâu ô là lâu, chờ xong rồi vô rồi đăng ký các thủ tục và nhập cảnh bằng hộ chiếu, đăng ký xe, rồi ra ngoài đường chó nghiệp vụ vô quần cái xe, rồi mang tất cả hành lý ra rồi kiểm tra thiếu điều, rồi chỉ còn thiếu là lấy ốc vít là mở mấy cái táp lô để mà kiểm tra coi có để gì không nữa. Đó, thì muốn chia sẻ mọi người 9 km nữa. Muốn chia sẻ mọi người hành trình con đường tơ lụa nó cũng khá là gian nan, đi chiêm ngưỡng cảnh đẹp cũng rất là sướng, nhưng mà khi mà làm thủ tục qua từ nước này qua nước kia mà nói nó quá phê. Và chỉ mới là có nước thứ 6 rồi. Hôm nay 24 không ta? Đúng rồi, hôm nay là ngày 24, là đoàn chỉ mới đi qua 6 nước là Uzbekistan. 5 ngày nữa thì đoàn sẽ qua bên Kazakhstan, rồi đi phà xuất cảnh qua Azerbaijan. Tôi hy vọng là những cửa khẩu sắp tới nó sẽ là nhẹ nhàng hơn. Dù sao những cái cung đường, những cái trải nghiệm, những cái sự chờ đợi nó cũng là một cái trải nghiệm, và mình là may mắn có thể là đoàn caravan đầu tiên của Việt Nam thực hiện một chuyến hành trình đến Sài Gòn Paris và đi qua hàng loạt các nước Trung Á, và cũng là một những người tiên phong để mà chia sẻ đến mọi người. Sau này các bạn muốn đi khám phá ở một cái vùng đất mới thì các bạn sẽ có những kinh nghiệm đi qua các nước Trung Á. Và ngoài ra nha, nếu các bạn đi chơi nhóm nên có những người nào mà biết tiếng Nga là một lợi thế rất là nhiều. Trong đoàn có một người tiếng Nga có thể xử lý rất là nhiều việc, bởi vì ở đây tất cả biển báo, giao thông, nói chuyện, tất cả thông tin này kia ở các nước Trung Á hầu hết họ sử dụng ngôn ngữ chính là tiếng Nga. Ok, đó là trải nghiệm hôm nay. Bây giờ là gần 4 giờ rồi và đoàn phải đi tiếp tục là 361 cây số nữa để đến thủ đô của Uzbekistan. Hiện giờ là Google Maps báo là 361 cây số, chạy trong vòng gần 6 tiếng và gần 10 giờ đêm sẽ đến, mà đi cô này chắc phải tới 11 giờ quá. Rồi ok mọi người, like và subscribe kênh Cáp Xanh nha, và cố gắng làm những clip chia sẻ về chuyến hành trình này đó mọi người. Sau một hành trình dài đến thủ đô Tashkent, bây giờ là mấy rồi? 11 giờ kém 10 rồi. Anh em tranh thủ là ăn tối trước khi đến khách sạn. Đó là những món ăn địa phương ở Uzbekistan. Wow. Ok, thank you. Thằng chú ở đây, thằng chú sẽ cố ra lô lô ca. Vô là gặp thằng chú liền. Sao thử miếng đi, thử miếng đánh giá đi, thử miếng liền, đánh giá review liền có ok không? Rồi sao anh bại đánh giá sao? LCTC. Cái món này đúng ra là nó hôi lắm, nhưng mình ăn vô không có nghe mùi hôi mà chỉ có nghe cái mùi thơm của mỡ thôi, rất là thơm. Mà còn gì? Cù. Hầu hết Trung Á là cái món cù là đặc sản ở đây luôn rồi đó. Thắng cố hả? Nói là giống như kiểu mà cái xúc xích vậy á, nó nhồi vô cái bọ á. Nó cắt ra rồi. Nghe anh nói mà em muốn ăn hết luôn đó. Rồi ok thôi, chúc mọi người ngon miệng nha, tranh thủ ăn rồi về. Giới thiệu anh Phong Hồ.
Đây là khách sạn Hotel Uzbekistan. Đây là một biểu tượng khách sạn luxury từ ngày xưa, được thời Xô Viết xây dựng vào năm 1974. Ngay từ tối hôm qua, lúc đầu á, lúc mà sáng ngày hôm qua lúc mình thông qua cửa khẩu á, là mình qua cửa khẩu cái là mình thấy cái chợ, là mình cũng nghĩ trong đầu là nó không có được là kiểu thành phố hiện đại như vậy. Nhưng mà bắt vô đầu, thành phố ha, bắt đầu đi không anh, mình phải để ý nha, là kể từ khi mình lên cái đường vô trong chạy đường đèo quanh núi á, mà đặc biệt từ ngoài đó vô đây là cũng giống như cao tốc mà không có một trạm thu phí nào. Hai anh em đang ở trung tâm thành phố Tashkent, thủ đô của Uzbekistan. Nói chung là mình quá ấn tượng về đường xá của họ, nó rộng rãi nè, toàn xe hơi, đặc biệt là 1, 2, 3, 4 làng. Hôm qua mình đi 4 đường xe. Qua 5 làng, số làng. Hôm qua mình đi đường đèo núi mà 3 làng. Ở bên là 3 làng thấy tốt. Nói chung là đường xá của họ khá tốt. Mình cứ nghĩ là nước Trung Á là những nước nghèo đúng không? Nghèo. Thật ra là về kinh tế ở đây và đời sống ở đây và về sự văn minh của họ cũng rất là cao, và đặc biệt là đường phố rất là sạch sẽ và hiện đại nữa. Không khác gì châu Âu. Được Uzbek này là giàu nhất trong năm nước của khối Trung Á. Khác hoàn toàn so với lại Kyrgyzstan qua mình đi qua. Đúng rồi, nhìn đỡ văn minh hơn luôn. Văn minh hẳn. Đường xá. Và ấn tượng nhất là khi mà đang đèn đỏ mà vừa chớm qua xanh một cái là phóng. Ôi, ấn tượng luôn. Phóng rất nhanh. Nhưng mà họ đi cũng rất là lịch sự nha. Lịch sự. Là nhường đường cho người đi bộ. Lên ngồi cùng. Là khi đá đèn có xe vượt, đá đèn là họ sẵn sàng họ nhường. Đó, rất là sự. Và lượt xe ở đây các bạn thấy đặc biệt là xe ở đây là xe Chevrolet là cực kỳ nhiều. 80%. 80% là xe Chevrolet. Khủng khiếp trên đường. 10 xe hết 8 xe là Chevrolet rồi. Cảm có cái một cái cảm giác là người dân ở đây là họ ai ai cũng có ô tô cả. Không có xe máy. Không có xe máy. Xe, máy. Xe ô tô mà sang trọng là không nhiều. Nhưng mà không xe có ô tô xe sang. Dân dụng. Xe không, sang thì ít lắm. Mình không thấy xe mẹt. Không thấy xe BMW. BMW hoặc là Porsche gì hết. 80% toàn là xe hết, nhưng mà mọi người đều có xe. Mọi người đều có xe. Từ cái xe mà giống như mình gọi là xe ba thích của mình đó. Quá trời luôn. Quá trời luôn, vẫn chạy. Là dòng xe quốc dân nó rất là. Rồi những cái chiếc mà Lacetti đời 2016-17 mình đó, rồi Captiva. Quá, ba thích đó qua rất là nhiều. Suzuki là gọi là su sóc á. Su sóc á. Rất nhiều. Su sóc. Rồi, đưa mọi người ơi. Ok. Rồi, vào bên kia, vào lại hả? Ủa, đi đâu? Thẳng luôn phải không? Rồi. Tiến lên phía trước đồng vào. Sau nhiều ngày ngồi, ok bác Năm, khỏe không? Anh vẫn khỏe đây. Rồi, hôm qua anh giờ đi hành trình nay ngày thứ 25 nè, anh bác Năm chia sẻ một chút cái trải nghiệm của mình và hành trình trong thời gian qua. Bước đầu lần thứ nhất đi Tibet, nhưng mà sau với chương trình đi... mình đi Sài Gòn, tuyến tour Sài Gòn Paris lần này là thứ nhất là có anh em là gần như là toàn bộ lần trước, thứ hai là khí hậu, dù khí hậu nó cũng thoải mái hơn, và thứ ba nữa là mặc dù qua mấy cái cửa khẩu vất vả nhưng mà anh em vẫn cứ chờ đợi mà công việc đến giờ phút này đi an toàn. Cảm thấy là cảm ơn Hải. Ôi không, cảm ơn Việt Rally. Nhiệm vụ của em là phục vụ cho các anh. Đấy, mấy cái anh là hạnh phúc vui vẻ là em mới có tiền thôi. Hy vọng là còn tiếp tục đi các chuyến tour sau nữa. Rồi, cảm ơn anh nhiều. Thì rất là cảm ơn bác Năm đã đồng hành cùng chương trình Tibet năm ngoái và năm nay luôn. Thì trong suốt hành trình thì nó có cái sự gian nan của nó, là đặc biệt là khi qua các cửa khẩu thì thủ tục không phải riêng vì đoàn mình, và ai cũng phải chờ đợi rồi ngồi cũng hơi bức xúc một xíu. Đấy là cái trải nghiệm mà. Đó là trải nghiệm. Và hôm nay mình qua nước thứ 6 rồi ta. Thứ 6 rồi. Nước thứ 6 rồi. Anh Tú chia sẻ một chút suy nghĩ trải nghiệm mình về đất nước Uzbekistan nè. Điều đầu tiên á, là khi mà mình qua cái biên giới từ Kyrgyzstan á, là đoàn của chúng ta nói chung là cũng là mới so với lại cái hành trình mà những cái người bản xứ địa phương người ta phải thụ lý các cái hồ sơ của mình á để giải quyết, nên là chờ đợi ở ngoài cái cửa khẩu đó rất là lâu. 4 tiếng 8 tiếng tổng cộng. 7-8 tiếng anh. 7-8 tiếng. Sau đó là mình chạy về khoảng 300 mấy 400 cây nữa đúng không? Thì 350 cây. Thì cơ bản là hôm qua là chỉ có chờ đợi ở biên giới và trên xe để mà tranh thủ chạy về thôi. Hôm nay mới thực tế là đi coi. Và cái điều đầu tiên đó là cái thời tiết khí hậu ở đây nó rất là tốt. Trong cái mùa này rất là tuyệt vời luôn. Ô nhiễm thì không có.
cảnh quan thì đẹp. Nó vẫn còn mang cái hơi hám của sao ta, Nga, Liên Xô cũ mà, Nga. Và nó được cái quy hoạch và các cái kiến trúc nó rất là đẹp. Chỉnh chu luôn. Ở đây, đúng rồi, ở đây thì mình thấy rõ là cái chuyến đi này của mình á, là nó một cái sự chuyển đổi từ châu Á, bắt đầu là hơi lai chút xíu, bớt châu Á, rồi sau đó là bắt đầu là lai sâu vô phía bên gọi là Nga, rồi bây giờ là gọi là không còn một chút gì gọi là châu Á nữa. Từ kiến trúc cho tới món ăn cho tới con người gọi là chuyển dần hết luôn rồi đó. Giờ mình đang đi từ lập về phong cách của Nhóm Du Lịch Đoàn, nó mang nhiều cái phong cách hiện đại của châu Âu rồi đó. Đúng rồi, đúng từ rồi. Xây dựng từ mọi thứ đường đây, xá này kia. Ví dụ như mình coi cái tượng đài ở trên nè, rồi đó. cái khung viên bố trí kiến trúc đồ này nọ, nó không có một cái gì gọi là. Và đặc biệt thành phố này là mọi người đi đâu đều thấy đá hết, bởi vì cái tự thủ đô Tuscan đó là đá. Thì cái tên đó là cái tên hồi mình hãy không nhớ là cách đây 2000 năm Trung Quốc gọi là gì đó không biết, nhưng mà mãi sau này tới thế kỷ thứ 9 thì hình như là thổ đặt cái tên Tuscan là thành phố đá, bởi vì ở dưới đây là toàn đá không. À, có thêm đó. Một cái nội dung này nữa là mình cũng không biết là chính xác như thế nào, nhưng mà cái thành phố này là cái thành phố lớn nhất, theo như mình đọc là thành phố lớn nhất của khu vực Trung Á đúng không? Nó gọi là trái tim ở Trung Á và là trung tâm của con đường tơ lụa. Ngày xưa rồi, khi từ châu Âu đi qua và đều qua đây hết và hơn 2000 năm. Đúng rồi. Và quá tuyệt vời. Và cái này nữa là hôm qua nếu như chúng ta đi chúng ta vào cái thành phố thì nó sẽ có cái bảng chào là Tuscan, chữ O nha, Tuscan chữ O. Và nhưng khi chúng ta coi trên Google nó là Tuscan. Thì hôm nay mới hỏi cái bạn hướng dẫn bản địa tại sao nó lại khác như thế, thì anh Hải biết là lý do tại sao không? Tos là tên 1000 năm trước nó ghép lại hay sao? Không phải, có nghĩa là theo chữ của Uzbekistan của người bản xứ thì người ta dùng là Tuscan. Tuscan. Tuscan là chữ O đó. Còn nếu như mà dùng bằng tiếng Nga, tiếng Nga thì nó sẽ là Tuscan. Tuscan. Okay. Đó là một cái điều mà mình cũng hôm qua giờ thắc mắc. Rồi, cảm ơn Tú thật nhiều nha, đã chia sẻ rất thú vị. No, we're coming from the south. So all of us from different region of the country, like someone from the north, someone in the middle and someone in the south. But we gather together and we start the trip from the south in Ho Chi Minh. Yeah, so from Ho Chi Minh we go all the way there. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Enjoy. Thank you. Vietnam. 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 I know Vietnam is really handsome. Really. Tàu điện ngầm tại Uzbekistan, thành phố Tuscan. Đây là một cái trạm mà được đánh giá là đẹp nhất và là trạm vũ trụ. Họ rất là hay, mỗi cái trạm là một thiết kế khác nhau. Đây, mình có thấy trạm vũ trụ nhìn rất là hay luôn. Đây là hình ảnh những chuyên gia. Được nghe quảng cáo là cái ga điện ngầm chúng ta vào một số ga tại Tuscan rất đẹp. Trang trí hoa văn thì đó, đây là mình đang chờ đây. Quán phở duy nhất tại thủ đô Tuscan Uzbekistan và vô tình được gặp được bác Tân. Bác Tân chia sẻ là bác Tân ở đây là 40 năm rồi. Bây giờ bác Tân là ở đây một mình hay là ở với gia đình hay là thế nào bác ạ? Tôi sang đây, lúc đầu sang đây thì là đi làm việc. Ngày xưa là tôi tốt nghiệp ở đây, tốt nghiệp đại học ở đây năm 78.
78. Sau đó đến năm 88 thì quay lại đây. Quay lại đây thì là có cái đoàn học sinh, học nghề của Việt Nam. Yeah. Nó sang đây vì tôi bộ đại học cử sang đây thì có phụ trách cái lớp học nghề đấy. Yeah. Thế sau khi cái lớp học nghề xong thì coi Liên Xô tan rã thì ở lại đây. Ở lại đây thì vì là còn cái lớp học nghề nó chưa xong nhưng mà một số người muốn ở lại. Thì lại bắt đầu lại cũng như các nơi khác là tổ chức lớp học cho mọi người. Yeah. Để mọi người có chỗ ăn, chỗ ở. Yeah. Từ đấy xong đến bây giờ. Từ năm 92 sau khi tốt nghiệp cái khóa học sinh học nghề đấy, là đấy từ năm, là tự túc là đây từ năm 92. Yeah, xong thời gian vừa qua là cuộc sống của bác là mưu sinh là bằng cách đi dạy hay là đi mở quán phở hay thế nào bác? Không, ở đây thì thực ra là tôi sang đây thì nói chung là làm nhiều nghề lắm. Mm. Ở đây bởi vì là tôi sang đây lâu nên là làm cả nhà máy mì ăn liền. Ôi, nhà máy mì liền nữa. Vừa mới thực ra là làm nhà máy mì ăn liền nhưng vừa bán đầu năm nay rồi. Nhà máy mì ăn liền xong mở trang trại, mở một cái trại lợn đây thì cũng vừa bán đầu năm rồi già này. Yeah. Năm nay cũng 70 tuổi nên là thôi nói chung là đa số là bán hết. Thế còn hiện nay thì chúng tôi còn một cái nhà máy sản xuất thức ăn gia súc. Yeah. Cách đây 200 cây. Nên thực ra bây giờ tập trung ở cái còn lại là trại lợn rồi nhà máy mì các thứ là bán hết. Dạ, yeah. Rồi cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều. À, cộng đồng người Việt ở Uzbekistan là có nhiều không bác ạ? À? Hiện nay thì không đông lắm, trên tất cả còn độ khoảng 20-30 người thôi. Rồi, cảm ơn bác chia sẻ thật nhiều. Chúc bác được nhiều sức khỏe và rồi, hạnh phúc và luôn rồi, phát triển. Rồi, dạ, yeah, chào bác nhé. Dạ. Anh muốn câu phỏng vấn. Ừ. 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 Giúp tôi cái. Ừ. Có lẽ là lần đầu tiên mà cái quán này là đón được cái đoàn rất là nhiều người tới ăn phở nên là chủ quán phải đi mua rau, rồi mua thịt, rồi mua này kia một tiếng đồng hồ nhưng mà sẽ đói ăn ngon hơn. Đấy, bác đã nhìn tô phở thấy ok không ta? Húp nước, húp miếng cho nó nước có ok không chứ? Bác làm review ẩm thực húp miếng cái nè. Đó, đánh giá húp miếng, nước phở ngon không ngon rồi. Ủa. Đậm đà bản chất Việt Nam. Quá sướng luôn. Ừ, đi qua gần hơn 10.000 10.000 cây số. Mà lại được thưởng thức một bát phở Việt Nam ở một nơi rất xa. Tuyệt vời. Cảm thấy như mình ở nhà. Rồi, chúc bác ngon miệng nha. Ok. Hôm nay đầu tiên đi ăn phở bằng một không gian rất là đẹp luôn. À, mình chưa bao giờ ăn mà lắm người nhìn như này. Rồi hôm nay mình vừa ăn mà vừa rất nước mắt. Bởi vì quá xúc động tới một cái quán phở Việt Nam và mình thấy có những món ăn đặc ăn chỗ này lần đầu tiên sau 25 ngày hành trình mới được ăn được là thịt luộc nè, có cà pháo mắm tôm có luôn, tuy là đất nước Hồi giáo nhưng mà thịt heo thì vẫn có, thịt luộc rồi gà luộc quá tuyệt vời. Đó. Mắm tôm nha. Đấy. À, Phong Hồ chia sẻ cảm xúc khi nhìn những cái món ngày hôm nay. Phong Hồ. Rồi, xin chào mọi người, ngày hôm nay đó là vinh hạnh được anh Hải trao mic để chém gió một chút xíu. Thì trưa ngày hôm nay đoàn đã ăn ở quán này, ăn phở. Thì là hồi trưa là do đoàn tới rất là đông, anh em tới gần 20 người cho nên là chờ cũng rất là lâu, gần 2 tiếng đồng hồ để mới ăn được tô phở. Thì cũng có để lại một chút xíu là gọi là không vui, nhưng mà trưa này không vui nhưng mà buổi tối này thì lại rất là bất ngờ khi lại hồi nãy là nhìn ở trong group một tấm hình thì mình tưởng là anh em đang nói giỡn, đúng không anh hả? Tưởng là nói giỡn làm sao có thể có được những cái món như thế này, nhưng mà khi tới đây thì rất là bất ngờ. Tất cả những cái món ăn như thế này thật sự rất là quý, mặc dù ở Việt Nam đôi lúc những cái món này nó bình thường. Nhưng nếu anh em nào đi tour mà trên 10-20 ngày ở khắp nơi trên thế giới thì thực sự sẽ hiểu được cảm giác của anh em. Chúng tôi khi rất là thèm những cái món ăn quê hương. Đó. Thịt luộc, mắm tôm. Đó, đơn giản là như vậy thôi. Đó. Wow, rất là chua. Rồi em xin trả mic, tối nay mọi người sẽ có một đêm rất là ngon miệng. Rồi chúc mọi người ngon miệng nha. Quá xúc động luôn, rớt nước mắt. Vừa ăn được rớt nước mắt.